Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Ngoại giao đang có biến hay Phó Thủ tướng Thường trực bị tước bỏ quyền lực. Ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng Thường trực và thay mặt Thủ tướng phụ trách về mặt ngoại giao. Những phái đoàn nước ngoài đến thường là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp nếu đồng cấp, hoặc là Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm về ngoại giao sẽ tiếp nếu vấn đề vượt qua khỏi tầm cấp Bộ trưởng. Ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là người đã bị Đảng quy kết là có sai phạm liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu. Kết luận của Bộ Chính trị đã đưa ra là sẽ kỷ luật với hình thức nhẹ nhất và không cách chức. Tuy nhiên, với hình thức kỷ luật nhẹ nhất cũng khiến ông Phạm Bình Minh khó có thể leo lên cao hơn. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Như tờ báo.de đã từng đưa tin, ông Phạm Bình Minh có hai rào cản không thể tiến xa. Đó là vì vụ án chuyến bay giải cứu như đã nói và vấn đề về tuổi tác. Phạm Bình Minh sinh năm 1959, hiện nay là 63 tuổi. Sau 3 năm nữa, ông Phạm Bình Minh sẽ về hưu theo đúng tuổi. Tuy nhiên, cũng theo quan sát, ông Phạm Bình Minh đang cố vẫy vùng để được cho là bước vào tứ trụ trước khi kỳ đại hội đảng tiếp theo diễn ra, nhưng xem ra không hề dễ dàng gì. Vào ngày 2 tháng 9, ông Phạm Bình Minh đã thay mặt ông Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ công bố lệnh đặc xá cho phạm nhân. Đây là hành động lấn sân sang trách nhiệm của văn phòng Chủ tịch nước. Điều này có vẻ như ông Phạm Bình Minh cũng đang muốn chiếc ghế Chủ tịch nước. Tuy nhiên, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc mà có bị buộc rời phải chiếc ghế giữa nhiệm kỳ thì chưa chắc gì ông Phạm Bình Minh có thể chen vào được. Bởi chiếc ghế đấy cũng đang được ông Tô Lâm nhòm ngó. Đấy là giả sử ông Chủ tịch nước dụng giữa nhiệm kỳ. Còn nếu ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trụ đến hết nhiệm kỳ thì cơ hội chấm hết cho ông Phạm Bình Minh. Vào ngày 29 tháng 8 vừa qua, ông Time Brazier, cựu trợ lý cấp cao của Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ, tức là trợ lý cho đương kim Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, đến thăm và làm việc với chính phủ Việt Nam. Đáng lý ra là ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm về mặt ngoại giao sẽ tiếp, hoặc nếu ông Phạm Bình Minh bận thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp. Nhưng đứng này, ông Vũ Đức Đam lại là người tiếp phái đoàn Mỹ. Câu hỏi đang được đặt ra. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chuyến bay giải cứu đã gây sóng gió cho ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thì ắt nó cũng ảnh hưởng đến ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện nay. Việc Bộ Ngoại giao và cả ông Phó Thủ tướng phụ trách ngoại giao đứng ngoài cuộc lần lượt tiếp phái đoàn từ Hoa Kỳ sang là điều có gì đó rất bất thường. Ít nhiều cho thấy đây là sự hạn chế quyền lực. Và vụ án chuyến bay giải cứu chính là đợt sóng thần thứ nhì sau vụ Việt Á. Sai phạm liên quan đến số tiền mà người dân đã phải chi ra rất lớn, lên đến 4.000 tỷ đồng, không thua gì vụ Việt Á. Và hiện nay nó cũng lan tới rất nhiều bộ và ngành. Nếu nói vụ Việt Á, Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ dính mạnh nhất thì vụ chuyến bay giải cứu là Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Ngoại giao lại dính nặng. Tại Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Văn Thể là người sắp bị thay thế, khi khó nói số phận của Bùi Thanh Sơn cũng sẽ an toàn hơn ông Văn Thể cho được. Cũng có ý kiến cho rằng đang có sóng ngầm tại Bộ Ngoại giao, số phận ông Bùi Thanh Sơn cũng đang rất mất an toàn. Những sai phạm của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao không thể ém được nữa. Đến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng còn bị tống vào tù thì Bộ trưởng cũng khó mà an toàn và không thể nói là không biết gì. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã vào tù, còn ai nữa sẽ tiếp bước. Cái lò của Nguyễn Phú Trọng đang đốt rất mạnh. Người ta đang chờ đợi ông Trọng xử lý thế nào với Bộ Ngoại giao, bộ mà nhiều kiều bào cho rằng có hiện tượng trục lợi tại các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Việt Nam trên khắp thế giới. Hiện tượng này kéo dài từ rất lâu rồi, chứ không phải mới đây. Và vụ chuyến bay giải cứu được cho là chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn. Bộ này cần ông Tổng một lần đại phẫu cho đến nơi đến chốn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bà Đào Hồng Lan đã khiến được ông Thủ và ông Thủ đã bối rối như thế nào. Sau khi dùng truyền thông la toáng lên về tình hình bi đát của Bộ Y tế tại Việt Nam với ông Thủ tướng thì mới đây ông Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo giải quyết. Ông Thủ tướng có vai trò chỉ đạo liên ngành nên sẽ dễ giải quyết vấn đề hơn là một mình bà quyền Bộ trưởng phải làm. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chiều ngày 3 tháng 9,
Ông Phạm Minh Chính giao trách nhiệm giải quyết về chuyện giao mổ y tế rạch 3 lần mới qua ra cho Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Y tế giải quyết. Đến hình ảnh, ông Thủ tướng đã phải nghe và giải quyết cho Bộ Y tế. Với một số kiến nghị của tỉnh Phú Thọ liên quan đến lĩnh vực y tế, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại các khoản vốn đầu tư cho cơ sở y tế khi thực hiện chủ trương xã hội hóa, ông Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo liên ngành giải quyết cho rốt ráo vấn đề này. Như vậy là sau 2 tuần kể từ ngày ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe than phiền về việc khi thực hiện bệnh viện phải chọn loại thuốc, vật tư giá rẻ, có bác sĩ ngoại khoa đến gặp ông bức xúc nói rằng trước đây dùng dao mổ tốt không vấn đề gì, nay mua dao rẻ thì phải rạch 3 lần mới qua da người bệnh. Lần làm việc này, bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã cho ông Phạm Minh Chính xem tình hình của Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ. Đây là bệnh viện tuyến tỉnh duy nhất của cả nước đang tự chủ tới 100%, gồm cả chi đầu tư và chi thường xuyên. Bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, tức là vay của ngân hàng. Nhưng sau thời gian hoạt động do Covid-19, một số nhà đầu tư lại phải rút lại cam kết, bệnh viện này đã gặp rất nhiều khó khăn. Với cách cho ông Thủ tướng thấy tận mắt để chỉ đạo liên ngành của bà Đào Hồng Lan, xem ra rất hiệu quả. Các vấn đề của ngành y tế hiện nay, ông Phạm Minh Chính cũng đang kéo Bộ Tài chính vào để cùng giải quyết. Nhiều người đánh giá bà Đào Hồng Lan làm việc hiệu quả hơn ông Nguyễn Thanh Long trước đây. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã từng để lại cho ông Nguyễn Thanh Long một mớ hỗn độn ở Bộ Y tế. Nhưng ông Bộ trưởng này không giải quyết mà còn làm cho nó trở nên nát hơn. Vụ chính phủ đòi rút 800 tỷ của Bộ Y tế chuyển cho Bộ Giao thông Vận tải bị chặn lại, không biết đã có bàn tay tác động nào của bà Đào Hồng Lan hay không, bởi cơ quan chặn khoản tiền này chính là Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là hình ảnh làm khó bà Đào Hồng Lan rồi lại giải thích. Việc chính phủ chuyển 800 tỷ đi trong khi Bộ Y tế đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn cần phải giải quyết là cách làm không hợp lý. Để giải thích cho vấn đề này, phía chính phủ đã nói rằng ngân sách giao cho Bộ Y tế là 14.000 tỷ đồng, vốn đầu tư, thời hạn giải ngân trong 2 năm 2022-2023. Đến nay, gần 13.200 tỷ đồng được phân bổ cho 144 dự án, còn lại 802 tỷ đồng. Việc dùng tiền không hết, trong khi đó Bộ Y tế thì đang rất cần tiền để giải quyết vấn đề nội bộ bên trong ngành, là trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Thanh Long. Đáng lý, ông Phạm Minh Chính để cho bà Đào Hồng Lan khắc phục những bê bối dưới thời ông Nguyễn Thanh Long, thì ông Thủ tướng lại vội vàng chuyển đi, gây rất nhiều phê phán trên mạng, thì ông Thủ tướng cho giải thích một cách hết sức lúng túng. Có lẽ nhiều bộ trưởng khác cũng cần phải học bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, quần cho ông Thủ tướng phải toát mồ hôi ra như thế, để ông Thủ tướng đun đẩy xuống cấp dưới thì mọi chuyện sẽ hỏng đi. Và để đun đẩy việc cho ai thì là chỉ đạo liên ngành. Những bế tắc của ngành y tế trong nhiều năm qua là thiếu sự chỉ đạo liên ngành. Ngoài lỗi của các vị bộ trưởng tiền nhiệm thì trong đó lỗi không nhỏ thuộc với ông Thủ tướng điều hành chính phủ, ông Phạm Minh Chính phải là một phần chịu trách nhiệm, cùng với những người tiền nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng cần nghe lời bà quyền Bộ trưởng. Hiện chính phủ đã có nhiều vấn đề, mỗi bộ cứ làm việc một cách rời rạc, vì thế mà phát sinh càng thêm nhiều vấn đề. Không biết ông Thủ tướng Chính phủ thấy cần phải theo ý bà quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan hay ông thấy khó chịu như vậy. Nếu ông thấy khó chịu thì chính phủ chẳng có gì mới cả. Ông nào làm Thủ tướng cũng như nhau.